Phát nhạc thật, phát nhạc thật. Bỏ ra thì không nghe gì nữa. Mình vừa phát hiện ra một cái loại kẹo mút mà khi mà mình ngậm cái kẹo mút này vào trong mồm ấy thì nó sẽ tự động phát ra nhạc. Còn khi mà mình bỏ ra ấy, thì mình sẽ không nghe thấy nhạc nữa. Cực kỳ là hay luôn nha mọi người. Bây giờ hãy cùng mình trải nghiệm cái loại kẹo mút này nha. Trong này thì mình sẽ có một cây kẹo mút như này và một cái bịt tai. Khi mà mình mút cái kẹo này ấy, thì mình sẽ bịt cái tai này vào nha. Mình sẽ bịt tai vào để nghe rõ hơn nha mọi người. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm cái nút khởi động này. Bao giờ cái đèn nó hiện lên màu xanh là ok nha. Cái đèn nó hiện lên màu xanh này là ok nha các bạn. Mời các bạn nha. Phát nhạc thật, phát nhạc thật. Còn khi mà bỏ ra ấy, thì sẽ không nghe thấy nhạc nữa. Bỏ ra thì không nghe gì nữa. Khi mà mình ngậm vào ấy thì mình nghe rất rõ cái âm thanh nhạc ở bên trong nha mọi người. Ok các bạn nha, như vậy là mình vừa trải nghiệm xong cái kẹo mút có thể phát ra được nhạc. Và khi mà mình ngậm vào ấy thì đúng là nó có phát ra được nhạc nha mọi người. Và mình có tìm hiểu ấy là cái kẹo mút này nó sử dụng cái công nghệ là truyền âm thanh qua xương nha mọi người. Truyền qua cái xương hàm này đến tai này, nên là mình có thể là nghe được khi mà mình ngậm vào trong mồm. Về cái độ ngọt ấy thì mình thấy là cái kẹo mút này nó có cái độ ngọt nhẹ vừa phải, nó không ngọt quá. Và khi mà mình ăn ấy thì cái hương vị của nó cũng gần giống như là những cái loại kẹo kẹo mút của Việt Nam thôi các bạn ạ. Chỉ khác một điều là khi mình vừa ngậm kẹo thì mình vừa có thể là nghe được nhạc ở trong tai nha mọi người. Còn cái bản nhạc ở trong cái kẹo mút này ấy, thì nó sẽ là một cái bài hát của Trung Quốc. Còn cái đoạn đầu mà mình mở cho các bạn nghe ấy, thì cái đấy là mình tượng trưng để cho các bạn hình dung ra được thôi nha.